Con gái Đông Nhi này đã biết chu môi phồng má, tạo dáng cực yêu, chi tiết điệu đà gây thích thú. Loạt khoảnh khắc xinh xắn của con gái Đông Nhi đang gây sốt. Vào tối ngày 7 tháng 12, trên trang Facebook cá nhân, Đông Nhi đã hé lộ loạt ảnh cực đáng yêu của con gái mình. Theo đó, cô bé đã có màn tạo dáng chụp ảnh nhí nhố khiến ai nấy đều lụi tim. Dù mới chỉ nhỏ tuổi, song các kiểu chụp như chu môi phồng má, cười nắc nẻ cũng được Winnie áp dụng siêu xịn sò. Đặc biệt, khi nhìn thấy các dụng cụ trang điểm, ái nữ cũng sử dụng liền tay. Hành động điệu đà này của cô bé đã khiến cư dân mạng không khỏi thích thú. Con gái Đông Nhi gây sốt với loạt khoảnh khắc đáng yêu. Sau khi bài viết được đăng tải đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của mạng xã hội. Nhiều người không khỏi tan chảy trước loạt khoảnh khắc đáng yêu của Winnie. Dưới sự chăm sóc tận tình của bố mẹ, nhóc tì rất lễ phép, ngoan ngoãn khiến ai cũng phải dành sự yêu thương đặc biệt tới cô bé. Đông Nhi và ông Cao Thắng chính thức kết hôn và về chung một nhà vào năm 2019. Bé Winnie tên thật là ông Yên Nhi là Trái Ngọc trong chuyện tình hơn một thập kỷ của cặp đôi. Từ sau khi sinh con, Đông Nhi chủ yếu dành thời gian cho gia đình nhỏ. Còn ông Cao Thắng cũng lui về hậu trường để hỗ trợ vợ trong công việc và chăm sóc con. Gia đình ông Cao Thắng đang được nhiều khán giả ngưỡng mộ.